Zain? Zain. Where you learn English? Little bit. A little bit? Tell me about yourself. Tell about yourself. How many children do you have? Me? Only four. Four? Which one? No. No? Me. Okay. So where you learn English? From tourists. From tourists? Mm. What you guys doing here? The village. The village. So I go xiang. How old is he? Finish your shopping. Okay. How much for last one? Five for me too. 100,000. Yeah. This is a real silver or what? Hot silver, hot metal. Oh, yeah. Now change color. Where you learn English? Learn from tourists. From tourists? Yeah. How many blankets you sell a day? I sell 2 years ago. 2 years ago? Yeah. You learn English 2 years ago too? Yeah. How many blankets you sell a day? Nothing. You make it? You make it? My husband. Today I sell only now one bracelet. You have it to buy one. You because see? I don't wear it. For your mother. Yeah, my mother don't wear it. Your girlfriend. She doesn't wear it. You see, you read the hat here. You just tell movie and TV. You do not buy for me. Okay, buy one. Okay, how much? 80. Okay. Buy for me. Tell me about your name. My name is Pang. Span? Yeah, Pang. Pang. Yeah. Okay. P-A-N-G. Oh, Bang. Yeah. All right. So I listen to the music and it looks like a Chinese music. Is that right? No. Not really. It's really for local music. But the people, this music is not from here. It's from Laos. Oh, from Laos. From the Hmong people in Laos. Ah, Hmong in Laos. Yes. And you told me this is the first and unique Hmong store in Spa. What it means? Pardon? You know, this is the first store in Hmong Spa. What difference? In Sapa have many store, right? Yeah. But you see, just one here, that have around Sapa. You see in the street, in the town, it's many. But it's not from the local people. It's for Vietnamese people, and also most of the thing is came from China. Yeah, but like here, me is the first person open the Hmong shop here, and everything inside here is made from the local and made by hand. You make it by hand. Yeah, it's not my machine. Yes. So you make it. The whole thing in the store. You make it. No, whole thing. I work with my family. Most of the thing I work with my family, like the blanket, this kind of thing I make with my family. But if I really need something, like I have not had enough, I can go to the village and to get some for the local people in the village too. So when you learn English, Ben? I just learn from tourists. Tourists? Yes. Can you write anything? No. Just speaking. Yeah, just you understand the most thing they're talking about? Yes. Some word is like it's different code word I never hear before. I don't know, understand. But yeah, I speak quite also many too. Oh, for how long you learn? I just learned from 7 years ago. Seven years? Yeah, really 7 years. Oh. Yeah, because I started come to Sapa when I was 17 years old. Now you're 24. 25. All right. 7 years to learn English, and you can comfortable to talk with foreigners. I can hear 1.5 years, and then after it's enough for me go checking with the customer. Yes. Bạn có thể nói tiếng Việt được không? Một chút thôi hả? Vâng. Hiểu nhiều. Một chút là người ta nói thì hiểu nhưng mà mình không nói được. Mình không nói được. Hiểu hết không? Hầu hết. Có hiểu. Vậy đa số khách đến shop mình, đến store mình là người Mỹ, người nước ngoài hay là... Người nước ngoài, người Kinh không có nhiều. Người Kinh không có nhiều hả? Local có không? Không. Không có.
Nhưng mà có thể sống được không? Cái shop mình có thể bán được tốt chứ? Cũng nếu là tháng 9, tháng 10 thì cũng bán được bình thường. Nhưng mà giống như bây giờ không. Tại vì bây giờ cũng không nhiều khách lắm ấy. Thì cũng bán chậm lắm không? Chậm hả? Vâng. Bán ở đây luôn hay là bán về nhà bán xong rồi? Đó. You live in here? Wow. No, I have another room for living over there. Okay. Here just for the shop. Alright. Yeah, just in the day come here, but in the night I go back. Okay. Thank you for your sharing, Bang. You're welcome. Thank you. Bye bye. Bye. Bao nhiêu tuổi? 40 tuổi. 40 tuổi giống của mẹ. Chị tên gì? Tên là Dung. Dung hả? Vâng. Bao nhiêu tuổi? 40 rồi. 40 luôn. Vâng, giống nhau rồi. Giống nhau rồi hả? Vâng. Đi mấy ngày ở Sapa rồi? Đi 2 ngày. 2 ngày à? Mai chị... đi về à? Mai về. Có cảm thấy tí chưa ạ? Một cái mưa à, của Nhật Mông à? Ừ, Hà Mông. Còn cái này là của ai? Cái này Nhật Mông à? Cái này là Hà Mông à? Là Hà Mông luôn phải không? Dạ, Mông đi giờ. Giống nhau mà. Giống nhau mà. Cái trồng chua. Cái này cái trồng chua, cái vùng này cái trồng chua rồi. Một cái nè. Đẹp quá. Cái chú đi. Chú Nam Nam bao nhiêu tuổi rồi ạ? 40 mấy rồi. 40 à, chị này cũng 40 rồi. Chị mấy bao nhiêu tuổi? 40 tuổi, cũng 4 đứa con rồi. 4 đứa con rồi. Con lớn bao nhiêu? Con đứa thì 15 tuổi rồi ạ. 15 tuổi rồi. Còn đứa nhỏ này bao nhiêu? Đứa nhỏ này thì hơn 1 tuổi chưa biết đi. Hơn 1 tuổi biết đi. Chưa biết đi. Chưa biết đi. Không mà. Không hả? Vâng. Nhà ở đâu? Nhà ở trên núi Co Co mà chú ạ. Nhà trên núi Co Co hả? Đi bộ đến cầu mây, đi bộ đến ở trên 2 cây, 3 cây. Xuống đây làm gì? Xuống đây bán hàng, vì anh chú mua anh bé một cái hàng. Một cái cũng như mua tùy làm đây. Cháu tên gì? Cháu tên là Dạ. 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 Chị này tên là Dinh. Dinh. Vâng. Cháu Dạ. Cháu mấy tuổi? 10 tuổi. Chú có học lớp mấy? Anh có mấy đứa con rồi ạ? Chưa có đứa con nào. Thế à? Tình trẻ đáng. Thì anh mua anh biết một cái tư này mà. Chị chú mua một cái. Giống nhau cái mua anh. Cái biết mà vô luôn cầu nha. Mà mà một cái cho em biết, anh biết đi về. Đâu bớ? Nhìn rõ. Cái này mới biết chỉ dưới. Một cái mì em mẹ đi về nhà. Mẹ nhà là xa lắm ở cùng mẹ. Đâu là không có chỗ ở nhà lắm. Cơ chị em biết. Thank you.
Thank you.